Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Khi nước lũ cuồn cuộn dâng lên ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 7, gia đình ba người của Miao Chunio phải treo lên mái nhà hàng xóm lánh nạn. Nhưng một lúc sau, dòng nước lũ hung dữ cuốn Miao khỏi tay cha. Người mẹ họ Trang khi đó đang bám vào cành cây, bất lực nhìn theo con. Đó cũng là lần cuối cô nhìn thấy con gái. Hơn 10 ngày đã trôi qua nhưng vợ chồng họ vẫn chưa nghe tin tức nào về con. Cứ như cảnh trong phim vậy, những dòng nước lũ cuồn cuộn, dữ dội, Trang cho hay. Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt, nhưng đợt lũ ở Bắc Kinh hồi cuối tháng 7 nghiêm trọng chưa từng thấy, khi Trung Quốc liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão từ Thái Bình Dương trong hơn 3 tuần, khiến mưa lũ càng nghiêm trọng hơn. Hai trong 3 cơn bão này đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, trong đó có Doxuri, di chuyển chậm trên các khu vực rộng lớn ở vùng Tây Bắc suốt nhiều ngày, làm ngập lụt thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh xung quanh như Hà Bắc. Thủ đô Trung Quốc khi đó hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm. Tính đến cuối tuần qua, 62 người đã chết trong trận lụt, gồm 33 người ở Bắc Kinh và 29 người ở tỉnh Hà Bắc lân cận. Dòng nước lũ cao bằng hai người lớn đứng chồng lên nhau đã nuốt chửng con gái tôi, Trang nói. Những người già ngoài 70-80 tuổi đều nói cả đời họ chưa từng thấy lũ lớn như thế. Trang cho biết trong những ngày cuối tháng 7, mưa lớn trút xuống liên tục khiến gia đình cố gắng bám trụ trong căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh vì lo ngại nguy cơ lở đất nếu ra ngoài. Đến sáng 31 tháng 7, mưa lớn bất thường và nước lũ nhanh chóng tràn vào nhà. Vợ chồng Trang cùng con gái tìm cách tát nước ra ngoài, nhưng chỉ trong vòng nửa giờ, nước lũ và bùn đã tràn qua bức tường chắn trước nhà. Họ quyết định treo lên mái nhà bên cạnh trước khi nước dâng lên và cuốn trôi Miao. Chồng của Trang từ Hà Nam tới Bắc Kinh mưu sinh bằng nghề bán gia vị. Trang đưa con gái tới Bắc Kinh thăm ông trong cuộc đoàn tụ họ mong đợi từ lâu sau thời gian dài xa cách vì các lệnh hạn chế ngăn Covid-19. Miao là con nuôi của vợ chồng Trang. Họ có hai con trai lớn đã trở về quê nhà ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Khi nước lũ ập đến Bắc Kinh, vợ chồng Trang đã lên kế hoạch đưa Miao đến thăm quảng trường Thiên An Môn, nhưng chưa kịp thực hiện thì nước lũ ập tới. Hệ thống kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc cho phép thoát lũ từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thiên Tân sang các tỉnh thành xung quanh. Khi Bắc Kinh hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ lụt cho thủ đô. Chính quyền Hà Bắc kêu gọi người dân hy sinh bản thân và đóng góp cho đất nước khi địa phương này đóng vai trò là kênh thoát lũ cho thủ đô. Nhưng khi nước lũ từ Bắc Kinh được chuyển hướng tới địa phương này, nhiều người dân cảm thấy bất ngờ trước tốc độ dâng lên của nó. Wan sống ở Bắc Kinh nhận được tin nhắn trên WeChat vào ngày 2 tháng 8 rằng ngôi làng miền núi Tang Jiahuang ở tỉnh Hà Bắc, nơi gia đình anh sinh sống đã bị sạt lở đất tấn công hai ngày trước đó. Ngôi làng 2.000 dân, hầu hết là người già, hoàn toàn bị chia cắt sau vụ sạt lở. Wan và vợ vội vàng tìm đường trở về Tang Jiahuang để cứu người thân, nhưng bị chặn lại ở làng lân cận do nước ngập đến cổ. Không nản lòng, họ tìm tuyến đường khác, chấp nhận leo dốc suốt 3 giờ để trở về làng. Cuối cùng khi đến nơi, tất cả những gì chúng tôi thấy là biển nước mênh mông, chẳng còn gì nữa cả. Vợ của Quan nhớ lại. Lực lượng cứu hộ đến Tang Jiahuang vào ngày 3 tháng 8, nhưng ngôi làng giờ chỉ còn là đống đổ nát. Chính quyền địa phương cho biết 10 người chết và 18 người mất tích. Song Quan nói rằng số người thiệt mạng có thể cao hơn. Quan cho biết 7 người thân của anh đã chết hoặc mất tích, trong đó có hai cháu trai 7 tuổi và 4 tuổi. Khi lũ rút đi, mọi người bắt đầu ổn định lại cuộc sống, xúc bùn ra khỏi nhà, giặt quần áo và lau chùi đồ đạc. Nhưng các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu sẽ tạo ra những cơn bão mạnh hơn, thường xuyên hơn như Doxuri. Ngọn núi phía trên làng đã bị nứt và chắc chắn sẽ rất nguy hiểm trong tương lai. Chúng tôi sẽ không thể sống ở đó nữa, Wan cho hay. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ghi nhận 33 người chết và 18 người mất tích do đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua. Tờ Beijing Daily dẫn lời quan chức Bắc Kinh cho biết ít nhất 33 người đã chết do đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người, khiến 59.000 ngôi nhà bị sập và 147 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Lực lượng gần 600 người đang chạy đua với thời gian để khôi phục nguồn cung cấp nước tại khu vực ngoại ô Bắc Kinh. Bắc Kinh những ngày qua hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Trạm khí tượng ở quận Sương Bình ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục 744,8mm trong khoảng thời gian này, mức cao nhất từ năm 1891, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc.
Tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh cũng hứng chịu lượng mưa lớn do bão Dosturi ảnh hưởng đến vụ thu hoạch và làm hư hỏng thiết bị nông nghiệp. Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện cho biết, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh biện pháp ngăn chặn và kiểm soát các đợt bùng phát dịch bệnh lớn do động vật chết, sâu bệnh và côn trùng gây ra. Các nông trại trên khắp Hà Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều lợn và cừu chết đuối trong nước lũ, mùa màng bị tàn phá. Ông Đường Nhân Kiện cũng cho biết phải giảm tình trạng ngập úng và thoát nước lũ từ các cánh đồng để giảm thiểu thiệt hại về mùa màng, đồng thời đảm bảo việc trồng lúa mì vụ đông không bị ảnh hưởng. Trác Châu, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc, đã tiến hành phun thuốc khử trùng tại các khu vực đông dân cư để ngăn dịch bệnh lây lan. Nguồn cung cấp nước sạch bị cắt ở một số khu vực nông thôn và các thành phố lớn của Hà Bắc như Thạch Gia Trang, nơi các đường ống nước và giếng bị lũ lụt phá hủy, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tuyên bố phản ứng khẩn cấp để nhanh chóng khôi phục nguồn cung cấp nước uống, bao gồm thiết lập các điểm cung cấp và điều động xe chở nước. Sao Sun, nhà khí hậu học tại Đại học California ở Irvine, Mỹ cho biết đợt mưa lớn này xảy ra do ảnh hưởng của bão Dosturi kết hợp với áp cao nhiệt đới đẩy luồng hơi ẩm theo trục Bắc Nam ở miền đông Trung Quốc. Luồng hơi ẩm khổng lồ này sau đó bị dãy Thái Hành Sơn và Yên Sơn ở miền Bắc Trung Quốc chặn lại, gây ra lượng mưa lớn. Giới chức đang nỗ lực khôi phục điều kiện sống trở lại bình thường, song cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo khu vực Đông Bắc Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt bão Kanun. Cơn bão đã tàn phá miền Nam Nhật Bản và dự kiến quét qua miền Nam Hàn Quốc ngày 10 tháng 8. Kanun được dự báo mang theo gió và mưa lớn đến Đông Bắc Trung Quốc vào cuối tuần này. Khi di chuyển từ Nhật Bản về phía Bắc, Kanun có thể tăng tốc độ và cường độ trước khi đổ bộ bờ biển Hàn Quốc, theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh từ 20 giờ ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ ngày 2 tháng 8 là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi thành phố bắt đầu thống kê dữ liệu 140 năm trước. Lượng mưa lớn nhất trong cơn bão này là 744,8mm xảy ra tại hồ chứa Vương Gia Viên ở quận Sương Bình, cơ quan khí tượng Bắc Kinh ngày 2 tháng 8 cho biết trên tài khoản WeChat. Nhấn mạnh đây là mức cao nhất trong 140 năm. Bão Dosturi quét qua miền Bắc Trung Quốc sau khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến tuần trước, bắt đầu gây mưa cho thủ đô Bắc Kinh và các khu vực lân cận từ 29 tháng 7. Lượng mưa trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. Tại tỉnh Hà Bắc lân cận, hơn 800.000 người phải sơ tán, 9 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Hai trường hợp tử vong được báo cáo ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc cuối tuần qua. Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực cứu hộ ở thành phố ngập lụt Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, nơi có hơn 600.000 cư dân và giáp Bắc Kinh về phía Tây Nam. Chính quyền Hà Bắc đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lượng mưa trung bình là 355mm, lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2012. Nằm tại nơi hợp lưu của một số con sông, Trác Châu là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc, khi nước lũ di chuyển xuống hạ lưu làm ngập các khu dân cư có diện tích lớn gấp đôi thủ đô Pháp và ảnh hưởng đến gần 650 ha đất nông nghiệp. Công an Trác Châu cho biết, thành phố phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và mất điện một phần, đang cần gấp thuyền bè, áo phao và đồ tiếp tế cho công tác cứu hộ. Người dân nói rằng nước dâng cao tới 4 mét, buộc họ phải tới trú ẩn trong các tòa nhà cao tầng nhưng không có điện và nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.